Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Bingsun TV. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series cho Cao Lê. Đó là một con sâu bí ngô. Thanh niên bí ngô vào cuộc săn lùng top 1 server thưa các bạn. What the hell man? The hell man. Đó là một pha bẻ lái rất dẻo. Và tiếp tục là một pha bẻ lái đỉnh cao. Đã phát hiện ra vị trí của con top 1 server thưa các bạn. Vâng, nó ở ngay phía dưới chúng ta. Và bây giờ thì nó đã xuất hiện rồi. Cái đầu của nó đang ngoe ngoẩy. Bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn hành. Một pha hành tỏi với em top 1 server. Đây là một con sâu siêu to khổng lồ. Vâng, lụm chảo. Quá béo thưa các bạn. Top 1 đã bị tiêu diệt. Tiếp tục là một pha săn lùng, một con top 1 server mới vừa mới xuất hiện. Vâng, nó cũng vừa mới toang xong các bạn ạ. Mình vừa kịp tới thì nó lại toang rồi. What the hell man? Một pha di chuyển ảo ma Calada. Vâng, nhiệm vụ thu thập 15 thưởng đã hoàn thành. Tiếp tục là cuộc săn lùng top 1 server. Bưởi với chúng tôi. Thanh niên lại toang rồi. Ok, và con sâu của chúng ta đã leo lên được top 1 server. 805.000 điểm là số điểm của con sâu của chúng ta. Vâng, cứ gọi là hết sảy ông bà bay. Đồ ăn free ở khắp mọi nơi. Oh yes, nguy hiểm quá. Mày hả bưởi. Đó là một pha gật đầu đẳng cấp. Và một con sâu lữ hoàng tình yêu đã bị bao vây rồi.
What the hell man? Em bí ngô của chúng ta là quá béo thưa các bạn. Nó đang di chuyển với tốc độ cù từ. Đấy rơi lụm chảo. Bằng những pha tranh cướp đồ ăn rất quyết liệt. Những con sâu sát thủ đang săn lùng mình. Con sâu của chúng ta đã quá béo. Nó là mục tiêu của những con sâu ở trên đấu trường. Bây giờ sẽ là một cuộc va chạm giữa top 1 và top 2 server. Một con top 2 cao to đẹp trai của nhà bà Tân Vlog. Body của em ấy nhìn cũng khá ổn. Wow. Nó vừa mới đánh bại một con sâu các bạn ạ. Có rất nhiều con sâu cao to đen hồi đang tập trung ở đây, nguy hiểm quá. Chúng ta sẽ quay lại với con top 2 server. What the hell man? Vâng, một pha quay xe vô cùng kẹo dẻo. Nó đã tiêu diệt ông già Loen. Và bây giờ là con áo trắng của chúng ta. Thanh niên đã bị khóa rồi. Đấy rồi, nguy hiểm quá. Đó là một pha di chuyển hơi mạo hiểm.
Oai hà bưởi oai. Thanh niên vẩy rồng của chúng ta có một pha bẻ lái rất dẻo. What the hell man? Vâng, 2.900.000 điểm rồi. Cơ hội rất lớn để chúng ta lên 3 triệu điểm. Ok, và con sau cửa chúng ta đã lên được 3 triệu điểm từ các bạn. Một số điểm rất cao. Lũ chảo. What the hell, nguy hiểm quá. Vâng, đó là một pha bè lái đi vào lòng đất. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.